quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Kim Duyên cận cảnh phần thi đầm dạ hội Mekong của tôi rực sáng bán kết Miss Universe 2021. Đúng 0 giờ rạng sáng ngày 11 tháng 12 theo giờ Việt Nam, cuộc thi Miss Universe 2021 đã chính thức diễn ra. Trong phần thi trang phục dạ hội như đã công bố trước đó, Kim Duyên mang đến sân khấu bộ váy của nhà thiết kế Lê Thanh Hòa mang tên My Mekong, Mekong của tôi đã được công bố trước đó sẽ là trang phục dạ hội chính thức trong đêm thi bán kết của Kim Duyên. Đảm nhận vị trí vedette của đêm diễn, Kim Duyên khiến cả khán phòng vỗ tay rào rào khi sải từng bước nhẹ nhàng, uyển chuyển trên sân khấu, kết hợp với ánh sáng cùng âm nhạc, đại diện Việt Nam ngay lập tức chiếm trọn spotlight. Bộ trang phục với sắc vàng, bạc chủ yếu được lấy ý tưởng từ hình ảnh sóng nước phản chiếu ánh nắng mặt trời sáng sớm trên sông Mekong, dòng sông chảy dài trên quê hương Cần Thơ của Kim Duyên. Form dáng theo hơi hướng váy đuôi cá, ôm sát tôn trọn vẹn đường cong cơ thể, đã tốn rất nhiều công sức tập tành, rèn luyện hình thể. Trong đêm thi quan trọng, đại diện Việt Nam không hề khiến fan thất vọng. Đường đính kết chạy dọc thân váy vô cùng tinh tế, tỉ mỉ, tạo nên những dòng chảy mềm mại, trù phú của con sông Mekong. Ngoài ra, các khoảng vải trong suốt được tính toán cẩn thận, tôn vinh vẻ nóng bỏng của người mặc mà không hề quá lố phản cảm. Với phần thể hiện cực kỳ xuất sắc, Kim Duyên không chỉ ghi dấu ấn bản thân trong đêm bán kết quan trọng mà còn mang đến tự hào với khán giả. Theo bạn, vị trí nào sẽ dành cho cô gái này? Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.